Đây là ông mười nay trồng rau muống, ý quên rau lan. Ồ, còn cái xài của ngoại kìa, cây mít của ngoại còn luôn quý khán giả ơi. Là những gì ngoại đây là một năm rồi đã. Cái cọng à, ủa nhí đám cưới về vậy? Trời ơi, hôm nay làm đan lớn rồi nè. Ủa này đám cưới lâu chưa nhỉ? À, xài trái nhiều không nhỉ? À. 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 Này đặc biệt dạ, độ nay làm lộ làm lớn ghê không? Ngoại nếu quá nay là ngoại chửi nữa, là vô làm lộ ngoại chửi nữa. À. Thì quý khán giả tôi nhìn thấy là nó giờ nó không còn cái nhà của ngoại nữa rồi đó. Lâu lâu phải họp mặt lại để vui vậy đó. Này là nam người làm bánh ít để cúng ngoại giáp năm đó quý khán giả, mới thỉnh bè ly hương về để cho người là năm tới là đám giỗ rồi đó. Nhà năm nay là dạng giáp năm, năm tới là giỗ, là mỗi năm đều giỗ hết. À. Dạ. Rồi xin phép ông mười ha, cho con đi về rồi con ra ngoài mộ ngoại một cái nữa. Ghé Mai xuống đi chị. Rồi mai tên Sửu xuống. Mai Mời ta mấy chín giờ xuống nha. dạ rồi xin phép ông mười về ha. Dạ rồi xin phép nhí Dạ vậy. ha. Rồi mình xin phép quý khán giả mình sẽ đi ra mộ của ngoại. Ở nhàn đó rồi, về luôn cái nhàn ơi. Hello, xin chào quý khán giả của kênh Cá Biết Miền Tây. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả đi ra thăm phòng mộ của ngoại. Hôm nay là ngoại giáp năm, gọi là đại tường hả cậu? Đại tường của ngoại quý khán giả. Thì hôm nay chiều hôm qua 5 giờ có hữu thiện xuống, hữu thiện về nước đó quý khán giả, có xuống thăm mộ ngoại. Đây, ngoại mai thì mình hữu thiện có mua cà phê sữa cho ngoại uống nè, mà chủ nó chưa có đó. Giờ 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 về nha, ngoại uống rồi nha, ngoại cho con về nha. Wow, trời ơi, hồ quẹt này quẹt nhõng bít quá. Đây hôm nay con không quên, tưởng đây nó có bán quần áo luôn, e về nó bán với tiền vàng bạc không, mà thôi giờ con gửi tiền xuống cho ngoại để ngoại muốn mua gì ngoại mua ha. À, mua không vừa ý nữa, Tết giờ mặc đồ nhiều quá không hết. À, thì con có mua trái cây, những gì ngoại thích á mua. À, này là quýt, à, này ngọt nha ngoại, ăn vô không có dùng mình. À, thì hôm nay con mua quýt đó. Thì con cũng mới vô chùa Huệ Ân xong rồi về nhà ông Mười. Ông Mười có mời con là ngày mai đến giáp năm của ngoại. Thì đợi cái ly cà phê nữa. Tôi biết chỗ dựng đâu rồi, đây nè cậu. Đây hả? Đây, con để nhang đây luôn. À, và có ai đến thắp nhang á thì đến thắp cho ngoại nói nén hương ha. Trời ơi, cái hộp quẹt này nó tiên tiến quá, tôi khè không mà quý khán giả. Nè chị Diễm hồi vô trả người ta. Đây, đợi cho bà chủ đây mua làm bán đồ xong rồi làm cho ngoại ly cà phê sữa. Hôm qua hữu thiện cho ngoại uống ly cà phê sữa ha. Hôm nay là ngoại uống cà phê sữa được nha. Dạ bữa nữa là ngoại không uống cà phê sữa nha. Dạ bữa nữa là ngoại uống cà phê đen. Tại vì rằm á, mỗi rằm thì ngoại uống cà phê đen chứ không uống cà phê sữa.
đi xuống đây là đông vui ha, quá trời luôn, dòng họ ngoại dưới đây rất là nhiều. Thì tâm nguyện của ngoại đã được hoàn thành rồi, thì con cũng rất là vui và quý mạnh thường quân trong ngoài nước cũng rất là vui mừng. Thì ngoại đã được như ý muốn. À, đợi ly cà phê nữa nha ngoại. Rồi ngoại uống. Trời nắng lắm á. Chiều nay là thầy chùa, thầy sư phụ Thích Minh Lực sẽ cúng cho ngoài một mâm cơm nữa là buổi tối. Đây cà phê tới rồi ngoại ơi. Ngoại nghe tiếng ly cà phê không? Rỗng rẽn luôn á. Ngon. Nhức cái nắp. Rồi, mời ngoại nha. Thử coi. Ngon. Đúng gu của ngoại luôn rồi đó ngoại ơi. Cà phê này đúng cái gu của ngoại luôn rồi nè. Cà phê sữa nè. Thì bây giờ con mời ngoại ha. Con á, tiền á, thì con không biết mua gì này kia thôi, thì cũng như mọi lần, thì mỗi lần con xuống thì con đều mua, con đem tiền xuống con gửi ngoại này kia để mua gì ngoại mua dễ ngoại xài hơn. Thì con không có mua thì cũng mua này kia đồ ăn thôi, mà giờ mua trái cây thôi ngoại. Đây quý khán giả, nhang tàn rồi, cà phê ngoại uống qua nay uống quá trời uống hả ngoại. Đây giờ con đốt tiền cho ngoại xuống dưới, ngoại có mua ha, ngoại mua mà hết gì ngoại mua đó, ngoại đi chợ nè, đây ra chợ cũng gần hơn nữa đó. Đó này là ngoại xài tiền đô nha, không biết xài giờ đó, không biết xài giờ cũng phải biết xài nữa nha ngoại. Năm 2020 22 rồi, chuyển qua thời 4.0 rồi ngoại ơi. Này người nào in giày đây? Giày sao xài? Nãy giờ mình vô nói chuyện với anh Thảo chủ đất. Đây là tới tiền Việt nè ngoại. Thôi cho con uống miếng nữa ngoài. Nãy con khát nước quá. Cũng có đem nước theo uống. Nhưng mà uống này nó thơm. Nó thơm, thơm mùi nhang. Rồi, ngoại nằm nghỉ ha. Rảnh rảnh thì con có thời gian xuống con thăm ngoại. Học sòn quá trời luôn ngoại ơi. Quá trời học sòn ở đây luôn. Bông này chắc hữu thiện đem á. Quẹt giấu trong đây đi. Ai đến thăm này kia thì nhang mình có để đây nè. Thì bà con nào có xuống thăm á, thắp cho ngoại nắng hương á, xuống thăm mộ á thì để đây ha, ra đây thắp cho ngoại nắng hương luôn nha. Rồi mình sẽ qua đây đốt cho chị Minh và mình hẹn quý khán giả vào phía sau. Bye bye. Và mình kính chúc quý khán giả của Mạnh Hùng Quân trong ngoài nước thật nhiều sức khỏe, và nhiều người của Mạnh Hùng Quân trong ngoài nước đã hỏi thăm và yêu mến ngoại thì từ lúc đầu đến bây giờ. Một nữa mình chân thành cảm ơn và mình hẹn quý khán giả lần sau. Bye bye.